Hôm nay, tỉnh Hưng Yên đã triển khai tiêm vaccine AstraZeneca đồng loạt cho lực lượng chống dịch và nhân viên y tế tại các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến tỉnh. Các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 là 10 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố cùng các bệnh viện tuyến tỉnh gồm Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên. Đối tượng tiêm là các nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm cao và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tổng số có 829 người được tiêm vaccine trong ngày 12 tháng 3. Tất cả các trường hợp sau tiêm đều có sức khỏe bình thường, không có phản ứng bất thường. Rút kinh nghiệm từ buổi tiêm điểm tại Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên, các điểm tiêm đều tuân thủ theo quy trình một chiều. Phòng tiêm được bố trí thông thoáng, thực hiện tốt quy định giãn cách khi tiêm. Ngoài tổ cấp cứu nội viện tại các cơ sở y tế, còn có 2 tổ cấp cứu ngoại viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Phố Nối ứng trực sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống bất thường xảy ra.